Kênh Bếp Yên Bình xin chào cả nhà. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bếp Yên Bình. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một món bánh mì rất là ngon. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách làm bánh mì mềm mịn, dai ngon nhưng không cần phải sử dụng cái lò nướng. Hôm nay mình sẽ làm bánh mì hấp nha. Nếu thấy thích cái món bánh mì này thì mời các bạn vào bếp cùng làm với mình nha. Các nguyên liệu để làm món bánh mì gồm 350g bột mì, 120ml sữa tươi có đường, 30g dầu ăn, 4g men nở, 30g đường và 3 quả trứng gà. Các nguyên liệu phần nhân bánh gồm 1 quả khóm 400g và 90g đường. Khóm khi mình mua thì mình chọn cái quả khóm nó chín một xíu thì mình làm bánh nó sẽ thơm và màu sắc đẹp hơn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi làm bánh nha. Bước đầu tiên để làm bánh thì mình sẽ lấy 2 quả trứng, mình đập vô một cái tô lớn. Trứng thì mình sẽ lấy cả cái lòng đỏ và lòng trắng trứng luôn nha. Tiếp theo mình cho vào tô là 120ml sữa tươi có đường và 4g men nở và 30g đường cát. Sau đó mình sẽ dùng đũa hoặc là phới lòng, mình khuấy đều hòa quyện cho trứng sữa men nó tan ra nhé. Hỗn hợp men trứng sữa đã được khuấy tan hòa quyện rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần bột mì vào nha. Khi cho bột mì vào thì mình sẽ cho từ từ, và cho tới đâu thì mình khuấy đều tới đó để cho cái bột này nó thấm hút nước đều nhé. Bột mình đã trộn đều và nó đã thấm hút nước rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho vào bột là 30g dầu ăn. Rồi mình sẽ dùng tay mình nhồi mình nhào cho cái bột này nó tạo thành khối nha. Trong quá trình nhào bột á, thường thì cái bột mì cũ nó thấm hút nước nhiều hơn á. Nếu mà bột khô quá thì các bạn cho thêm chút nước hoặc là sữa vào nha. Bột mình trộn và đã nhào thành khối như thế này rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho bột ra thảm để mình tiếp tục mình nhào bột nha. Trước khi cho bột ra thảm nhào mình nhồi á, thì bây giờ mình sẽ cho lên thảm một ít bột mì để mình nhào bột nó dễ dàng hơn nhé. Mình nhồi bột thật đều tay để cho cái khối bột này nó dẻo mềm mịn nhé. Tay trái mình điều khiển khối bột theo vòng tròn, còn tay phải mình lấy cái khuỷu tay mình nhào mình nhồi bột nhé. Nếu mà bột nó dính quá các bạn có thể nhấc bột lên các bạn đập, hoặc là các bạn xoa vô tay một ít dầu ăn nha. Mình nhào bột đến khi mà cảm giác khối bột nó phao nhẹ, mềm mịn dẻo, không còn dính phạm và dính tay nữa là được nha. Khối bột mình nhào một chập á, thì cảm giác nó phao nhẹ, bột nó rất là mềm mịn dẻo, và mình dán tay vào và khối bột nó đàn hồi lại như thế này là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho lại vào tô nha. Mình sẽ cho vô tô một ít dầu ăn để khi mà mình ủ bột xong mình lấy bột ra một cách dễ dàng. Cho lên khối bột một ít dầu ăn và mình xoa đều dầu ăn lên để cho khối bột nó được mềm mịn nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái màng bọc thực phẩm mình bọc kín cái tô bột này lại. Nếu mà các bạn không có cái màng bọc thực phẩm thì mình có thể lấy cái khăn dày, cái nắp vung hoặc là cái dĩa mình đậy kín là được nha. Rồi bây giờ mình sẽ ủ bột, mình để cho bột nghỉ ít nhất là 1 giờ hoặc là đến khi mà bột nó nở to gấp đôi, tùy theo cái thời tiết nóng hay lạnh để mình điều chỉnh cái giờ ủ nha. Rồi bây giờ mình sẽ ủ bột ít nhất là 1 tiếng, 1 tiếng sau mình sẽ quay lại nha. Tiếp theo thì mình sẽ đi chuẩn bị cái phần nhân bánh nha. Khóm thì mình sẽ cắt bỏ cái phần cuống đi, sau đó mình xắt lát, rồi mình xắt thành những miếng nhỏ để lát nữa mình cho vào cái cối xay, mình xay nó dễ và nó nhanh hơn. Khóm mình đã cắt thành những miếng nhỏ xong rồi, bây giờ thì mình sẽ cho khóm vô máy xay tinh tố để mình xay nha. Nếu các bạn mà không có máy xay tinh tố thì các bạn băm nhuyễn ra cũng được ha. Mình sẽ cho vào máy xay tinh tố và mình xay cho nó dập dập ra cũng được, chứ không cần phải xay quá nhuyễn nhé. Khóm mình đã xay xong rồi, bây giờ mình sẽ tắt máy và mình cho cái khóm này ra cái nồi hoặc là cái chảo nha. Tiếp theo mình sẽ cho vào cái chảo khóm này là 90g đường cát. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái chảo khóm này lên bếp để mình xên. Mình sẽ bật bếp ở mức lửa vừa để mình xên, mình nấu cho cái chảo khóm này nó sôi lên. Trong quá trình xên khóm á, thì mình sẽ luôn khuấy đảo đều như thế này để cho cái khóm nó không có bị bén nồi nha. Tại vì nó có đường á. Rồi bây giờ mình xên, mình nấu cho cái chảo khóm nó sôi lên nhé.
Chảo khóm lúc này mình nấu nó đã sôi rồi. Bây giờ thì mình giảm bớt lửa nha. Lúc nãy mình đang nấu ở mức lửa vừa thì bây giờ mình giảm nhỏ lại một xíu. Hoặc là các bạn canh cái độ cạn của cái chảo mức, nó cạn tới đâu thì mình giảm lửa tới đó. Rồi bây giờ mình sẽ xên khóm ở mức lửa nhỏ đến khi mà cái khóm này nó đặc sệt thành mức là được nha. Khóm mình đã xên nó thành mức rồi các bạn, nó đặc sệt và nó keo như thế này là được rồi. Mùi khóm thì rất là thơm luôn, khi mà nó nguội thì nó sẽ đặc sệt hơn một xíu nữa nhé. Khóm sau khi mà mình làm mức thì cái màu sắc cũng như là cái mùi thơm nó dậy mùi, nó tăng lên rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ mình sẽ để cái phần khóm ở đây cho nó nguội, sau đó thì mình sẽ đi làm những cái bước tiếp theo. Khối bột lúc này mình đã ủ được 1 giờ rồi và bột nở rất là tốt, nó nở to gấp đôi luôn. Khi làm bánh mà bột nở như thế này là cái bột nó đã thành công rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lấy bột ra thảm để tiếp tục mình nhào bột nhé. Để dễ dàng nhào bột hơn thì mình sẽ rắc lên thảm một ít bột mì hoặc là mình xoa một ít dầu ăn để mình nhào bột nó không bị dính tay. Rồi bây giờ mình sẽ nhào bột cho khối bột này nó mềm dẻo mịn và nó ra hết cái khí khi mình ủ nhé. Hoặc là các bạn canh các bạn nhào đều tay khoảng 5 phút là được nha. Khối bột sau khi mà mình nhào được khoảng 5 phút thì nó đã rất mềm mịn dẻo rồi. Bây giờ thì mình sẽ lăn cho khối bột này dài ra. Sau đó thì mình sẽ cắt mình chia ra 9 hoặc là 10 phần bằng nhau nhé. Những khối bột đã được chia nhỏ xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu tạo hình bánh nha. Mình lấy một khối bột, sau đó mình gấp các mép bột lại như thế này. Rồi mình sẽ vo cho khối bột này nó tròn lại nha. Mình chỉ cần vo cho khối bột nó tương đối tròn và mịn một xíu là được nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình vo tròn những khối bột còn lại nha. Những khối bột mình vo cho nó tròn mịn xong rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy cái màng bọc thực phẩm hoặc là cái khăn để mình đậy những cái khối bột này lại nha. Mình sẽ ủ mình cho bột nghỉ lần thứ hai khoảng 20 phút để cho những khối bột này nó nở ra nha. Những khối bột lúc này mình ủ được 20 phút thì nó đã nở cũng rất là to rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy từng khối bột ra để mình tạo hình bánh nha. Mình vẫn đậy kín lại để cho bột nó không bị khô nha. Mình lấy khối bột ra và mình sẽ dàn mỏng ra như thế này. Hoặc là mình lấy cái cây lăn bột hoặc là cái ly á, mình lăn cho bột này nó mỏng ra một xíu. Mình lăn mỏng ra như thế này là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần nhân khóm vào nha. Mình sẽ cho một lượng khóm vừa đủ. Nếu các bạn thích ăn nhiều nhân hơn, khi mà mình chuẩn bị cái phần nhân thì mình làm nhiều lên một xíu nha. Mình cho nhân vào, sau đó mình túm mình gấp các mép bột lại như thế này. Mình gấp đảm bảo làm sao mà cho cái phần vỏ bánh nó bọc kín cái phần nhân nha. Mình túm mình bóp các mép bột cho nó bao phủ cái phần nhân xong rồi, sau đó thì mình sẽ vo tròn để cho khối bột này nó tròn và mịn nha. Sau đó thì mình sẽ cho những chiếc bánh mình tạo hình xong vào cái khay nướng hoặc là cái tô nha. Trước khi cho bánh vào thì mình sẽ cho vô cái khay hoặc là cái tô một ít dầu ăn. Sau đó mình sẽ dùng cọ hoặc là lấy bàn tay mình xoa đều lên cái khay một lớp dầu ăn mỏng. Để lát nữa mình hấp bánh xong, mình lấy bánh ra nó dễ dàng hơn nhé. Nếu có dây nến thì các bạn lót vào nhé. Rồi bây giờ mình tạo hình bánh xong đến đâu thì mình cho luôn vô cái khay như thế này nha. Rồi mình sẽ tiếp tục tạo hình bánh y chang như thế này cho hết những khối bột còn lại nha. Những khối bột mình đã tạo hình bánh xong rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái màng bọc thực phẩm để mình bọc kín cái khay bánh lại nhé. Mình lấy màng bọc thực phẩm hoặc là cái khăn, cái nắp vuông mình đậy lên cũng được. Và bây giờ mình sẽ ủ bột lần thứ 3, ít nhất là 40 phút để cho những chiếc bánh này nó nở to gấp đôi ha. Rồi bây giờ mình ủ ít nhất 40 phút, 40 phút sau mình sẽ quay lại nhé. Khay bánh lúc này mình ủ được 40 phút thì những chiếc bánh nó nở rất là bự luôn. Bây giờ thì mình sẽ mở màng bọc thực phẩm ra, rồi sau đó mình sẽ lấy quả trứng gà còn lại. Mình tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng ra. Mình chỉ lấy cái lòng đỏ thôi. Sau đó mình sẽ dùng cọ mình khuấy cho cái lòng đỏ này nó tan ra.
Rồi mình sẽ lấy cái lòng đỏ trứng này, mình quết lên trên mặt bánh một lớp mỏng để cho cái bánh này trông đẹp và hấp dẫn hơn nha. Khi mình quết lên trên mặt bánh một lớp lòng đỏ trứng rồi, bây giờ mình sẽ trang trí lên trên mặt bánh một ít mè mình đã rang chín nha. Cái này mình trang trí cho nó thêm đẹp và hấp dẫn thôi. Sau đó thì mình sẽ lấy cái màng bọc thực phẩm, mình bọc cho cái khay bánh này kín lại nha. Mình phải bọc kín cái khay bánh lại, sau đó mình mới mang đi mình hấp nha. Nếu mình không bọc kín lại thì nước nó vô nó làm cho cái bánh mình nó bị nhão nha. Bây giờ mình sẽ cho vô cái nồi là 1,5 lít nước lọc. Khi mà mình hấp thì mình cho nước nhiều một xíu và mình sẽ bật bếp ở mức lửa lớn để khi mà mình hấp thì hơi nóng nhiều hơn, bánh nó sẽ nhanh chín và chín đều hơn. Rồi mình sẽ hấp bánh ở mức lửa lớn trong thời gian khoảng 45 đến 50 phút để cho bánh nó chín nha. Khay bánh lúc này mình hấp được 50 phút thì bánh nó đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ để cho bánh nó bớt nóng khoảng 50 phút, sau đó mình lấy bánh ra nha. Bánh lúc này nó đã bớt nóng rồi, màu sắc bánh rất đẹp và cái mùi bánh thơm phức luôn. Những chỗ lõm lõm này là do lúc nãy mình bọc cái bọc kính quá, chặt quá nên nó không có nở được. Nếu mà mình nới lỏng ra thì nó nở cao hơn nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bánh ra nha. Mình lấy con dao mình liện một vòng, sau đó mình úp lại là mình lấy bánh ra một cách dễ dàng nha. Bây giờ mình thử nhấn coi bánh nó mềm thế nào nha. Cái cốt bánh nó rất là mềm, nó vô cùng mềm và cái mùi thì thơm ơi là thơm luôn. Khi mà mình nhấn mạnh, mình siết chặt, cái bánh nó đàn hồi rất là tốt luôn. Vậy là cái bánh này nó rất là mềm và mịn. Bây giờ thì mình sẽ xé, mình bẻ bánh ra nha. Mình mới bẻ cái bánh ra một xíu mà cái hương thơm của cái mứt khóm nó tỏa ra rất là thơm, thơm phức luôn. Khi mình bẻ ra thì các bạn thấy là cái vỏ bánh nó rất là xốp, mềm mịn, nó không hề bị khô, bị chai, cứng nha. Khi mà mình xé nhỏ ra thì cái da bánh cảm giác nó dai, nó mềm mịn chứ nó không có bị cứng nha. Rất là xốp mềm luôn. Khi mà mình xé thành những cái sợi nhỏ như thế này, cảm giác như là mình đang xé những cái sợi bông gòn vậy các bạn. Rất là mềm mịn. Và mình bóp thì nó giống như là cái cục bông vậy đó. Rất là mềm luôn. Khi mình ăn thì cái phần vỏ bánh nó xốp mềm, đan xen vị dai, và cái phần nhân khóm thơm phức và ngọt ngọt chua chua nữa. Rất là tuyệt vời. Nếu các bạn chưa làm cái món bánh mì hấp nhân khóm này á, thì các bạn thử áp dụng làm nha. Khi xem video thì các bạn thấy công thức và cách làm thì rất là dễ dàng. Chỉ cần một ít thời gian thôi là mình đã có những ổ bánh mì ngon như thế này để thưởng thức rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã xem và theo dõi hết video của mình. Nếu thấy video hay thì các bạn nhấn like, chia sẻ cho mọi người cùng xem. Nếu mà chưa đăng ký kênh thì các bạn nhấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới tiếp theo từ kênh Bếp Bên Bình của mình nhé. Video làm món bánh mì hấp nhân khóm của mình tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo từ kênh Bếp Bên Bình của mình nha.